Trong bối cảnh chiến tranh ngày càng leo thang, liệu ông Trump có thể đạt được hòa bình ở Ukraine trong 24 giờ như tuyên bố hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Và với nhiều người, đây có thể chỉ là một phần trong chiến lược tranh cử của ông. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 7 2023, ông Trump cho biết, tôi sẽ nói với Zelensky rằng, không còn cách nào khác, anh phải đạt được một thỏa thuận. Và tôi sẽ nói với ông Putin rằng, nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ viện trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine. Ông Trump khẳng định chắc nịch tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận chỉ trong một ngày. Theo Dmitry Petkov, các chính trị gia thường thay đổi lời hứa sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử và Nga sẽ chờ đợi các nước đi cụ thể của ông Trump trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Ngày 6 tháng 11, ông Donald Trump đã vượt qua ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Phát biểu trước những người ủng hộ ở Florida, Donald Trump đã nhắc lại lời hứa khi vận động tranh cử là chấm dứt chiến tranh trên thế giới. Trước đó ông đã cam kết giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, đồng thời hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Theo Dmitry Peskov, khát vọng hòa bình của Donald Trump là đáng chú ý, nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu chúng có thành hiện thực hay không. Sau chiến thắng và khi bước vào phòng bầu dục, đôi khi các tuyên bố sẽ mang một giọng điệu khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ chờ đợi những bước đi cụ thể của Donald Trump, Dmitry Peskov tuyên bố. Ông lưu ý rằng Washington là bên kích động và liên tục thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột Ukraine, nên họ phải có trách nhiệm chấm dứt cuộc xung đột bằng cách thay đổi chính sách đối ngoại của mình, mặc dù Moscow không mong đợi bất kỳ thay đổi nào sẽ xảy ra ngay lập tức. Liệu điều này có được thực hiện hay không và thực hiện như thế nào, chúng ta sẽ thấy sau tháng 1 2025, ám chỉ đến lễ nhậm chức của Donald Trump. Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow sẽ đối thoại cởi mở với chính quyền mới của Donald Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, bất chấp những lời hứa của Donald Trump thì chúng ta đang nói về một quốc gia thù địch trực tiếp và gián tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại nhà nước Nga. Đồng thời nhắc lại rằng Moscow coi cuộc bầu cử tổng thống là vấn đề nội bộ của Mỹ. Các quan chức ở Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc họ thiên vị Donald Trump hoặc Kamala Harris trong cuộc bầu cử vì nhiều người tin không ứng cử viên nào có thể cải thiện được mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sự lựa chọn Tổng thống Mỹ tùy thuộc vào người dân Mỹ. Nga sẽ đối xử với sự lựa chọn của người dân Mỹ một cách tôn trọng và làm việc với bất kỳ Tổng thống nào mà người dân Mỹ bầu ra. Tổng thống đã cử Trump tuyên bố sẽ không có thành viên nào trong gia đình ông làm việc cho chính quyền sắp tới. Tôi đã nói, quá đủ cho gia đình mình rồi. Bạn biết lý do chứ? Quá đau đớn cho gia đình tôi rồi. Gia đình tôi đã trải qua địa ngục. Tổng thống đã cử Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 6 tháng 11 đề cập về chuyện các con ông có làm trong Nhà Trắng hay không. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2017, 2021, con gái lớn Ivanka và con rể Kastner tham gia chính quyền với vai trò cố vấn cấp cao. Năm 2022, sau khi ông Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng lần ba, Ivanka đã tuyên bố cô sẽ rời xa chính trường, dành ưu tiên cho các con và cuộc sống bình thường. Tôi luôn yêu thương và ủng hộ bố, nhưng trong tương lai tôi sẽ dành cho ông tình yêu thương đó bên ngoài chính trường, Ivanka khẳng định, bà Ivanka đưa ra quyết định trên khi ông Trump đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến vụ thu hồi hơn 100 tài liệu mật từ khu dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Bà Ivanka cùng với các anh em là Eric và Donald John Trump cũng bị nêu tên trong vụ kiện dân sự của tổng trưởng lý bang New York và đối mặt với các rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình Trump. Ông Trump có 5 người con và 10 người cháu, trong đó nhiều thành viên đã giúp sức trong chiến dịch tranh cử của ông. Trump tháng trước kể rằng con trai út Barron góp phần quan trọng, thường khuyên ông phải giữ bình tĩnh. Cậu cũng giúp bố lựa chọn xuất hiện trên các chương trình podcast nào để thu hút cử tri trẻ. Về chính quyền tương lai, Trump từ khi tranh cử đã tuyên bố sẽ trao cho tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên Robert Kennedy những vị trí có ảnh hưởng. Baron Trump, con trai út của tỷ phú Donald Trump, và cựu siêu mẫu Melania Trump không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông vì vẻ bề ngoài như hoàng tử mà còn đóng góp tích cực vào chiến dịch tranh cử tổng thống của cha mình. Ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, số liệu kiểm phiếu cho thấy ông Donald Trump nhận được 68,3 triệu phiếu phổ thông, trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa đầu tiên thắng phiếu phổ thông từ thời tổng thống George Bush năm 2004. Trong khoảnh khắc đó, bà Trump xuất hiện cùng cha mẹ trên sân khấu đánh dấu lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Theo đài RT, ông Donald Trump chia sẻ về chiến thắng của mình khi trả lời kênh Fox News. Tôi đã nói với gia đình tôi rằng đủ rồi, bởi vì điều này quá đau đớn cho gia đình tôi, gia đình đã trải qua nhiều tổn thương. Đồng thời, ông tiết lộ vai trò quan trọng của Baron Trump trong chiến dịch tranh cử. Khi Baron vừa tròn 18 tuổi vào tháng 3 2024 và lần đầu tiên được tham gia bỏ phiếu, Hình ảnh Baron Trump mặc vét chỉnh chu đi bỏ phiếu đã được bà Melania Trump tự hào chia sẻ trên mạng xã hội kèm các hashtag như 18 tuổi, bầu cử tổng thống và tự hào. Bức ảnh này đã thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau một giờ đăng tải. Baron Trump không chỉ là người ủng hộ tinh thần mà còn là cố vấn truyền thông không chính thức cho cha mình. Cậu đã góp phần giúp ông Donald Trump tiếp cận các cử tri Gen thông qua các chương trình postcard phổ biến, từ đó thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ngày 4 tháng 11 tại Bắc Carolina, Donald Trump chia sẻ, con tôi rất thông minh và luôn đưa ra lời khuyên hữu ích. Con nói với tôi là bố hãy bình tĩnh, đừng quá sức. Baron mang đến cho tôi sự động viên to lớn. Sự tham gia của Baron Trump trong chiến dịch lần này đã tạo nên sức hút đáng kể, khiến công chúng và giới truyền thông không ngừng bàn luận về nhân vật đặc biệt này. Sinh năm 2006, Baron Trump là con út của Tổng thống Donald Trump và bà Melania Trump sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao hơn 2 mét, vẻ ngoài, điển trai. Baron Trump là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện. Kể từ khi còn nhỏ, Baron đã là tâm huyết của truyền thông thế giới, chiếm được sự yêu mến nhờ mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh to tròn và gương mặt đáng yêu. Khi còn nhỏ, Baron thường xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện lớn, nổi bật với phong cách thời trang chỉn chu, sang trọng trong những bộ vét lịch lãm. Năm 2020, khi Baron Trump mới 14 tuổi, cậu đã cao hơn bố và được đánh giá là người cao nhất trong số 5 người con của Donald Trump. Đến nay, Barron đã bước vào tuổi 18 và đang theo học tại trường kinh doanh Stern thuộc Đại học New York. Với tư cách là con trai của hai nhân vật nổi tiếng và bản thân là ngôi sao từ nhỏ, Barron Trump trở thành nam sinh nổi bật nhất trường đại học. Tuy nhiên, do an ninh nghiêm ngặt, Barron chưa tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào của trường. Đội mật vụ luôn theo sát Barron, đảm bảo an toàn cho cậu trước sự chú ý quá mức từ các sinh viên khác. Baron Trump từ một cậu nhóc ngây thơ năm nào nay đã trưởng thành, có phần đóng góp nhất định vào thành công của cha mình. Cậu đã vượt qua rào cản là con trai của một tổng thống nổi tiếng và dần tạo dấu ấn riêng trong cuộc sống cá nhân lẫn trong chiến dịch chính trị của gia đình. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden và nhận lời mời gặp gỡ tại Nhà Trắng. Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Joe Biden ngày 6 tháng 11 đã nói chuyện với Tổng thống đắc cử Donald Trump để chúc mừng chiến thắng của ông và mời ông tới Nhà Trắng. Mục đích là để thảo luận về tiến trình chuyển giao giữa các chính quyền tại Nhà Trắng. Tổng thống Biden bày tỏ cam kết đảm bảo tiến trình chuyển giao suôn sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực gắn kết đất nước. Tổng thống cũng mời tổng thống đắc cử Trump tới Nhà Trắng, nhân viên sẽ điều phối ngày cụ thể trong thời gian tới, Nhà Trắng cho biết. Tránh văn phòng Nhà Trắng Jeff Jen đã liên hệ với những người đứng đầu nỗ lực chuyển giao của Tổng thống đắc cử Trump để nhấn mạnh cam kết của chính quyền Tổng thống Biden trong việc dẫn đầu một quá trình chuyển đổi có trật tự và nêu bật các thỏa thuận cần thiết để tiến lên phía trước. Theo đài CNN, nhóm chuyển tiếp của ông Trump vẫn chưa ký các biên bản ghi nhớ MOU với Nhà Trắng hoặc Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp GSA để chính thức mở khóa quyền truy cập vào các nguồn lực chuyển tiếp quan trọng. Theo đạo luật chuyển tiếp của Tổng thống, các nhóm chuyển tiếp phải đồng ý với hai MOU. Một thông qua GSA, cung cấp quyền truy cập vào không gian văn phòng, thiết bị và vật tư. Văn bản còn lại thông qua Nhà Trắng, cung cấp quyền truy cập vào thông tin, nhân viên cơ quan, cơ sở vật chất. Trong tuyên bố phản hồi, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump khẳng định cuộc họp sẽ sớm diễn ra. Tờ Guardian dẫn lời giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Steven Chu nói rõ. Tổng thống Joe Biden đã gọi điện trong Donald Trump để chúc mừng chiến thắng bầu cử và gửi lời mời đến Nhà Trắng nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ giữa chính quyền hiện tại và chính quyền mới. Tổng thống Trump mong đợi cuộc gặp sẽ sớm diễn ra và rất trân trọng cuộc gọi. Trước đó, đài CNN đưa tin nhóm chuyển tiếp của ông Trump đã thành lập văn phòng ở West Palm Beach, bang Florida. Ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, nhiều nhân viên đã nhận được email thông báo cho họ về quá trình chuyển đổi sẽ như thế nào và vai trò tương lai của họ trong quá trình chuyển giao quyền lực. Những người đứng đầu nhóm chuyển tiếp, ông Howard Lachnick và bà Linda McMahon đã bắt đầu gặp gỡ các ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí quản lý và trong một số trường hợp đã bắt đầu quá trình xem xét kỹ lưỡng. Một số đồng minh của ông Trump đã tình nguyện giúp lập danh sách những nhân vật cho các vị trí cấp cao, một phận nhân sự của dự án 2025 do ông John Martin, người trung thành với ông Trump chịu trách nhiệm, đã xem xét hàng ngàn quan chức chính quyền Trump tiềm năng trong tương lai và cũng dự kiến đưa ra các khuyến nghị cho nhóm chuyển tiếp. Người dân nước Mỹ và nhiều nước đều muốn biết ông Donald Trump sẽ làm gì trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ ba, ông Trump đã đề cập nhiều điều ông sẽ làm vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Hung Hewitt Show vào ngày 24 tháng 10, ông Trump cho biết sẽ sa thải Jack Smith và cố vấn đặc biệt đã cáo buộc ông phạm tội trong hai vụ án liên bang ngay trong vòng 2 giây nếu trở lại Nhà Trắng. Ông nói tôi sẽ sa thải ông này trong vòng 2 giây và ông này sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên cần giải quyết. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho biết sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều vụ án hình sự liên quan đến bản thân mình. Việc thứ hai cần giải quyết là như đã đề cập trên nền tảng mạng xã hội của mình vào tháng 3, ông Trump hứa rằng vào ngày đầu tiên, ông sẽ ân xá cho một số người bị kết án vì đã tham gia vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở đồi Capitol. Đây là những người mà ông vẫn tuyên bố là bị giam giữ oan. Ông cho biết sẽ sẵn sàng ân xá cho nhiều người trong số họ và cho rằng một số người trong đó đã mất kiểm soát. Trước đó, ông Trump nhiều lần đánh giá thấp mức độ bạo lực trong vụ đồi Capitol và kêu gọi thả những người đã bị kết án liên quan. Chấm dứt thỏa thuận mới màu xanh của Đảng Dân Chủ là việc thứ ba cần giải quyết. Thỏa thuận mới màu xanh GND là sáng kiến chính sách công nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu do hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez và thượng nghị sĩ Ed Markey của Đảng Dân Chủ đưa ra, nhưng chưa được ký thành luật. Ông Trump thường dùng thuật ngữ GND để chỉ chung các chính sách về khí hậu và năng lượng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong đó có đạo luật giảm lạm phát. Trong một video vận động tranh cử vào năm 2023, ông Trump cho biết sẽ chấm dứt GND vào ngày thứ nhất nếu được tái đắc cử. Khi phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế New York vào tháng 9, cựu tổng thống Mỹ cho biết sẽ chấm dứt GND, điều mà ông gọi là cho lừa đảo lớn nhất trong lịch sử. Ông cũng cho biết sẽ hủy bỏ tất cả các khoản tiền chưa được chi theo đạo luật giảm lạm phát. Việc thứ tư cần giải quyết là ông Trump từng cam kết sẽ quyết tâm trục xuất hàng triệu người di cư đang sống bất hợp pháp tại Mỹ. Trong cuộc vận động tại Madison Square Garden ở New York vào cuối tuần trước, ông đã nhắc tới lời hứa sẽ ban hành lệnh trục xuất hàng loạt vào ngày đầu tiên. Theo đó, cựu tổng thống Mỹ nói rằng vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để trục xuất tội phạm và giải cứu tất cả các thành phố và thị trấn. Ông sẽ sử dụng lực lượng thực thi pháp luật tại địa phương và vệ binh quốc gia để tìm kiếm những người di cư đang sống trên nước Mỹ. Và việc cuối cùng là trao thẻ xanh cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Trong tập podcast, Owen phát hành vào thứ Sáu, ông Trump đã ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh cho những người không phải công dân Mỹ sau khi họ tốt nghiệp đại học. Ông cho rằng nếu tốt nghiệp đại học thì người đó nên tự động được nhận thẻ xanh như một phần thưởng của bằng tốt nghiệp để có thể ở lại Mỹ. Ông nói rằng vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông sẽ chấm dứt tình trạng những người tốt nghiệp xuất sắc tại Mỹ không thể ở lại đất nước này. Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi những người ủng hộ chấp nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2024 và cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau chiến thắng của ông Donald Trump. Nhưng người dân Mỹ đã có những phản ứng rất trái ngược. Trong bài phát biểu sau khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bà Kamala Harris nói với những người ủng hộ kết quả của cuộc bầu cử này không phải là những gì chúng ta mong muốn, không phải là những gì chúng ta đã đấu tranh. Nhưng ánh sáng từ lời hứa của nước Mỹ sẽ luôn cháy sáng. Cảm Harris cho biết bà hiểu được cảm xúc của những người ủng hộ mình, nhưng đất nước cần chấp nhận kết quả bầu cử. Harris cũng chia sẻ rằng bà đã gọi điện cho tổng thống đắc cử Donald Trump để thừa nhận thất bại và nhấn mạnh với ông: chúng ta sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà nói với những người ủng hộ: chúng ta nợ lòng trung thành không phải với một tổng thống hay một đảng phái, mà là với hiến pháp của Mỹ. Nhắc lại một câu ngạn ngữ, Harris nói: chỉ khi trời đủ tối, bạn mới có thể nhìn thấy những vì sao. Tôi biết nhiều người cảm thấy như chúng ta đang bước vào một thời kỳ đen tối, nhưng vì lợi ích của đất nước chúng ta, tôi tin rằng điều đó là không đúng. Chúng ta hãy lấp đầy bầu trời bằng ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao rực rỡ, ánh sáng của sự lạc quan, của đức tin, của sự thật và sự phục vụ, Harris nói thêm. Bà kêu gọi những người ủng hộ đừng bao giờ ngừng cố gắng để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đây không phải là lúc buông tay, đây là lúc sắn tay áo lên, đây là lúc tổ chức huy động và tiếp tục tham gia vì tự do, công lý và tương lai mà tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng, bà nói. Sau khi ứng cử viên tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng thuyết phục trước phó tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ, người dân Mỹ đã có những phản ứng trái ngược trước cuộc bầu cử đầy gay cấn này. Tại Đại học Howard, Washington, người dân phẫn nộ trước kết quả bầu cử sớm theo đánh giá của giới quan sát, bà Ritz đã vận động tranh cử khá tốt ở một số nơi, chẳng hạn như một số vùng ngoại ô quan trọng xung quanh Atlanta và Charlotte. Nhưng nỗ lực này là chưa đủ để vượt qua bức tường lửa của ông Trump ở vùng nông thôn. Những người ủng hộ ông Donald Trump thì thể hiện sự vui mừng khi theo dõi cập nhật kết quả trong ngày bầu cử gần Ma Alago ở Palm Beach, Florida. Những người ủng hộ Đảng Cộng hòa bật khóc trước kết quả bầu cử tại một bữa tiệc ở khách sạn Joe tại Milwaukee, Wisconsin. Một người phụ nữ đội chiếc mũ với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, cổ vũ hào hứng khi có kết quả bầu cử sớm tại bữa tiệc theo dõi bầu cử của ông Trump tại trung tâm hội nghị hạt Palm Beach ở West Palm Beach, Florida. Trong đêm bầu cử ở Đại học Howard, Washington, nhiều người ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris phản ứng buồn bã, thất vọng khi bà không thắng cử. Những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa xúc động trước kết quả bầu cử tại một bữa tiệc ở khách sạn Joe Elysian tại Piwaki, Wisconsin. Ông Trump đã chiến thắng ở các bang đỏ với số lượng phiếu bầu nhiều hơn dự kiến và thua ít hơn ở các bang xanh. Ngoài ra có một sự thay đổi về xu hướng nhân khẩu học và địa lý, giúp ông Trump giành được hầu hết các bang chiến địa quan trọng sau khi phiếu bầu được kiểm. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thông qua cuộc điện đàm hôm 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Trong bài phát biểu hôm 6 tháng 11 trước những người ủng hộ tại Đại học Howard, bang Washington, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết đã trực tiếp gọi điện chúc mừng ông Donald Trump, người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ở nước Mỹ, chúng ta không phải trung thành với một tổng thống hay đảng phái nào, mà trung thành với hiến pháp, lương tâm và Chúa, Chúng ta phải chấp nhận kết quả bầu cử này. Tôi đã nói chuyện với tổng thống đắc cử Donald Trump và chúc mừng chiến thắng của ông ấy. Phó tổng thống Kamala Harris thông tin theo The Guardian dẫn lời bà Kamala Harris nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền lực hòa bình và khái niệm về một vị tổng thống phục vụ toàn thể người dân Mỹ. Đồng thời, dành phần còn lại bài phát biểu của mình để an ủi những người trẻ và động viên tinh thần những người ủng hộ mình. Đối với những thanh niên đang theo dõi, các bạn cảm thấy buồn bã và thất vọng là chuyện bình thường. Nhưng hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ ngừng cố gắng đưa thế giới thành nơi tốt đẹp hơn. Đây không phải là lúc chúng ta bất mãn mà phải sẵn sàng. Hãy tiếp tục hành động vì tự do, công lý và tương lai mà tất cả chúng ta đều biết rằng có thể cùng nhau xây dựng. Bà Kalama Harris nói. Kết thúc bài phát biểu, bà Kalama Harris chia sẻ: "Chỉ khi trời tối thì ta mới thấy được các vì sao. Tôi biết rằng có nhiều người cảm giác như chúng ta đang đi vào giai đoạn đen tối." Nhưng vì lợi ích của tất cả, tôi hy vọng rằng điều đó không đúng. Nhưng giả sử nếu nó đúng, thì hãy cùng nhau phủ kín bầu trời bằng ánh sáng rạng rỡ của hàng tỷ ngôi sao. Ánh sáng của sự lạc quan, niềm tin, sự thật và sự phục vụ. Phó Tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, tới Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden về sự tin tưởng ủng hộ. Trước đó, ông Stephen Chung, lãnh đạo chiến lược tranh cử của ông Donald Trump, xác nhận Phó Tổng thống Mỹ đã gọi điện để chúc mừng Tổng thống đắc cử. Ông Trump cho biết cuộc gọi điện diễn ra ấm áp, thân thiện. Ông Donald Trump công nhận sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp và quyết liệt của bà Kamala Harris xuyên suốt chiến dịch tranh cử. Hai nhà lãnh đạo thống nhất về tầm quan trọng của việc đoàn kết đất nước. Ông Trump khẳng định bà Kamala Harris bắt đầu tranh cử từ tháng 8 sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Toàn bộ hành trình vận động của ứng cử viên dân chủ kéo dài hơn 100 ngày, ngắn nhất lịch sử chính trị hiện đại Mỹ. Bà Kamala Harris được hàng loạt cựu tổng thống và sao giải trí có tầm ảnh hưởng ủng hộ. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu tại các bang sau ngày bầu cử cho thấy cuộc đua thực tế không suýt sao như những gì thể hiện trong các cuộc thăm dò trước đó. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 và lời đe dọa áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu vào nước này nêu bật một vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Mỹ là một cường quốc công nghệ, chi nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác cho nghiên cứu và phát triển. Trong 5 năm qua, nước Mỹ cũng giành được nhiều giải Nobel hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Những phát minh và thành công kinh tế của Mỹ khiến cả thế giới phải ghen tị. Nhưng phần còn lại của thế giới cần phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh phụ thuộc quá nhiều vào quốc gia này. Cách tiếp cận nước Mỹ trên hết của ông Trump thực sự là một chính sách lưỡng đảng, ít nhất là kể từ chính sách độc lập về năng lượng của cựu tổng thống Barack Obama. Washington đã tập trung vào vấn đề trong nước là duy trì quyền uy tối cao về công nghệ, trong khi chấm dứt việc chuyển các công việc liên quan tới ngành công nghiệp ra nước ngoài. Một trong những lựa chọn chính mà ông Trump đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình là chấp nhận việc người tiêu dùng Mỹ phải trả mức giá cao hơn để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước bằng cách áp dụng mức thuế quan cao đối với hầu hết mọi đối tác thương mại. Chính sách công nghiệp của chính phủ Mỹ có thể hướng nội, nhưng nó có hậu quả rõ ràng Đối với phần còn lại của thế giới, Trung Quốc sau nhiều thập niên tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất khẩu, giờ đây phải giải quyết các vấn đề lớn về tình trạng dư thừa công suất. Quốc gia này hiện đang cố gắng khuyến khích tiêu dùng trong nước nhiều hơn và đa dạng hóa các đối tác thương mại. Trong khi đó, châu Âu mặc dù có hạn chế về ngân sách, vẫn chi rất nhiều tiền vào cuộc đua trợ cấp. Đức, quốc gia đang phải đối mặt với tăng trưởng chậm và nhiều nghi ngờ về mô hình phát triển ngành công nghiệp cam kết sẽ hỗ trợ tương đương các khoản trợ cấp của Mỹ, chẳng hạn như cấp 900 triệu euro cho nhà sản xuất pin Northvolt của Thụy Điển để tiếp tục sản xuất tại quốc gia Tây Âu. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận thực tế rằng vấn đề chiến lược là châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga, điều mà ông Trump đã từng cảnh báo rõ ràng với Đức trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Nhà Trắng. Có một con đường rõ ràng phía trước Châu Âu có thể giúp Trung Quốc giải quyết các vấn đề về công suất dư thừa bằng cách đàm phán chấm dứt cuộc chiến thuế quan đối với tấm pin mặt trời và ô tô điện của quốc gia Đông Bắc Á. Đổi lại, Châu Âu sẽ giành lại một số chủ quyền bằng cách tự sản xuất nhiều năng lượng sạch hơn thay vì nhập khẩu lượng khí đốt hóa lỏng từ Mỹ. Lục địa già cũng có thể học được một vài điều từ việc liên kết sản xuất với các công ty Trung Quốc và Bắc Kinh. Vấn đề này không chỉ liên quan đến Châu Âu và Trung Quốc mà sau nhiều thập niên, nó đã cải thiện mọi mặt chính của đời sống người dân. Trong thời gian chờ đợi, điều duy nhất mà thế giới có thể làm là học cách làm việc cùng nhau tốt hơn mà không trở nên quá phụ thuộc vào nhau. NATO, châu Âu và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có lẽ đang hoảng loạn trước kết quả bầu cử Mỹ, vì việc triển khai bất kỳ dự án mới nào ở Mỹ sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới. Lee Hee-yong, giáo sư tại Đại học Hàn Quốc Chunan, nói với Ria Rubosti. Mỹ gần như trang trải hoàn toàn chi phí quốc phòng, vì vậy hiện tại NATO và châu Âu có lẽ đang hoảng loạn, cũng như bản thân ông Zelensky nếu có thể cầm cự thì điều đó là tốt, nhưng có vẻ như ông ấy sẽ không thể giữ được vị trí của mình lâu dài, chuyên gia phân tích. Lee Hee-yong nhấn mạnh rằng vấn đề mấu chốt hiện nay là sự đồng ý của Ukraine trong việc nhượng bộ lãnh thổ phù hợp với mục tiêu của Moscow ông nói mục tiêu của mỹ là hỗ trợ zelensky thực hiện mọi kế hoạch của ông ấy nhưng bản thân mỹ đang bắt đầu hiểu rằng đây không phải là mục tiêu hoàn toàn thực tế chuyên gia này nhấn mạnh quan điểm của chính quyền mỹ cũ và mới về ukraine sẽ khác nhau rất nhiều do đó việc thực hiện các dự án hoặc chính sách mới sẽ gặp khó khăn giáo sư nói toàn bộ gánh nặng áp lực sẽ đổ lên vai ông zelensky tương tự chủ tịch ủy ban phòng công cộng liên bang nga về các vấn đề chủ quyền đồng chủ tịch hội đồng điều phối hội nhập các khu vực mới vladimir yogov nhận định rằng có sự hoảng loạn trong chính quyền của ông zelensky vì chiến thắng của ông trump trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ chế độ kiev dựa vào bà harris vì vậy giờ đây trong đội ngũ của ông zelensky xuất hiện sự chán nản hoảng loạn và tìm kiếm các phương án làm tranh thủ sự ủng hộ của ông trump để vũ khí và tiền bạc được chuyển đến không gian hậu ukraine do zelensky kiểm soát dòng chảy tương tự như trước đây ông sukov nói theo ông trước cuộc bầu cử nhiều chính trị gia ukraine đã nói những lời không hay và xúc phạm về trump nhưng nếu ông thắng họ sẽ một lần nữa thể hiện sự đạo đức giả chính trị và lao vào xóa sạch mọi công kích trong dư luận và truyền thông như họ đã làm nhiều lần trước đây các trợ lý và đồng minh trong chiến dịch tranh cử của bà Harris đang trong tình trạng sốc và không tin vào sáng hôm sau ngày bầu cử Mỹ, choáng váng vì ứng cử viên của họ thua ông Trump. Bụng quặn thắt, CNN dẫn lời một nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, thật kinh khủng, một nguồn tin khác mô tả cảm giác của họ. Cho đến cuối chiến dịch của bà Harris vẫn khẳng định rằng cuộc bầu cử có khả năng sẽ rất xích sao, với kết quả có thể được xác định dựa trên biên độ ở một số ít tiểu bang quan trọng. Nhưng phạm vi thất bại của bà, ngay cả khi đang trở nên rõ ràng hơn vào sáng thứ tư, đã gây sốc cho những người đã nỗ lực trong nhiều tháng qua để đưa bà Harris lên nắm quyền. Tôi biết điều đó là có thể, một cố vấn chiến dịch cấp cao cho biết về thất bại của bà Harris. Những người này chỉ ra thực tế là bà Harris được dự đoán là người chiến thắng ở New Jersey, nơi bà chỉ hơn Trump khoảng 5 điểm phần trăm, với hầu hết các phiếu bầu là điều rõ ràng. Nếu bạn thắng New Jersey với cách biệt 5 điểm, có điều gì đó lớn hơn đang diễn ra ở đây, họ nói. Năm 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump ở New Jersey với khoảng 16 điểm phần trăm trước thêm đêm bầu cử các quan chức chiến dịch của bà harris đã dự đoán sự tự tin về vị thế của phó tổng thống trích dẫn các cuộc trò chuyện với các nhóm thực địa và dữ liệu nội bộ nhưng sự tự tin đó đã tan biến vào sáng thứ tư thật ảm đạm một nguồn tin khác thân cận với chiến dịch cho biết mô tả tâm trạng của các quan chức chiến dịch của bà harris qua đêm bà pennsylvania là đinh đóng và quan tài những cảnh báo đã thắng nguồn tin cho biết bà ấy đã gặp phải mọi trở ngại Mọi con số đều đi ngược hướng với bà ấy. Đối với nhiều trợ lý chiến dịch của bà Harris, quá trình xử lý cảm xúc xung quanh kết quả bầu cử cũng đang va chạm với những tác động thực tế của việc kết thúc bất kỳ chiến dịch tranh cử tổng thống nào. Nhiều người đang đóng gói hành lý và chuẩn bị rời khỏi những ngôi nhà tạm thời mà họ đã dựng lên ở các tiểu bang chiến trường, khi họ suy ngẫm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Bà Harris cũng sẽ chuẩn bị rời khỏi đài quan sát hải quân vào tháng 1. Tính đến sáng thứ tư, bà vẫn chưa có bài phát biểu trước công chúng Mỹ sau khi bỏ lỡ bữa tiệc đêm bầu cử ở DC và tối hôm trước tại đèo Howard. Bà Harris có phát biểu thừa nhận thua cuộc lúc 6 giờ chiều miền đông nước Mỹ ngày 6 tháng 11, tức sáng ngày 7 tháng 11 giờ Hà Nội. Bà cũng gọi điện cho ông Trump. Ông Donald Trump đã bóng gió về những người có thể có mặt trong nội các của ông khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Xuất hiện trên chương trình Fox and Friends, ông trump cho biết rất nhiều người có mặt tại bữa tối tưởng niệm alfred e smith sẽ có mặt trong nội các tương lai của ông chúng tôi đã đón tiếp một số người tuyệt vời tại bữa tối căn phòng đó thực sự có một số người tuyệt vời ông trump nói với những người dẫn chương trình steverdosi Islay yahat brydon kimidi và roran siroz ứng cử viên duy nhất được ông trump trực tiếp nêu tên là robert kennedy người đã rút khỏi cuộc bầu cử và với tư cách ứng cử viên độc lập để ủng hộ ông trump khi được hát hỏi liệu Robert Kennedy có tham gia hay không, ông Trump đã xác nhận và nói rằng ông ấy sẽ tham gia. Sau đó, ông Trump đã trích dẫn mối quan hệ của Robert Kennedy về sức khỏe phụ nữ và môi trường như là lý do khiến ông được yêu mến và bình luận rằng người thừa kế nhà Kennedy trông rất ổn tối qua. Tại bữa tối với Alfred Smith, ông Kennedy đã đưa ra một số biện pháp triển vọng bao gồm sáng kiến làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại và xem xét lại các tiêu chuẩn về hóa chất và thuốc trừ sâu. Như những ý tưởng mà chính quyền ông Trump sẽ khám phá. Tuy nhiên, ông Trump không nêu tên cụ thể bất kỳ ứng cử viên nội các tiềm năng nào khác trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Thay vào đó, ông chọn cách triển khai chiến thuật lồng ghép nổi tiếng của mình để tránh trả lời câu hỏi. Khi được Kennedy hỏi về vấn đề ai sẽ có mặt trong nội các, ông Trump nói: "Tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm. Tôi có những người tuyệt vời ở mọi vị trí." Thống đốc Bắc Dakota, cựu đại diện Hawaii, cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu đại diện New York Cựu đại diện thương mại Mỹ và thậm chí cả tỷ phú Elon Musk đều được coi là những ứng cử viên tiềm năng cho nội các của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với Fox and Friends, ông Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố thú vị khi thảo luận về những gì ông sẽ làm nếu được bầu lại. Ông Trump tiết lộ kế hoạch đóng cửa bộ giáo dục và cắt ngân sách các trường công, áp dụng chương trình giảng dạy tự do. "Chúng ta sẽ tiếp quản bộ giáo dục và đóng cửa nó. Tôi sẽ đóng cửa nó", ông Trump nói gần đây trong chiến dịch tranh cử ông trump đã cáo buộc bộ giáo dục là sự lãng phí tiền của người nộp thuế khi cho phép các trường học nhồi nhét những tư tưởng cực đoan vào thanh thiếu niên mỹ khi được kimedy hỏi rằng ông sẽ làm gì với những trường cố tình xóa bỏ lịch sử và thúc đẩy chương trình giảng dạy theo kiểu đây là nước mỹ được xây trên lưng những nô lệ trên vùng đất bị đánh cắp ông trump đã xác nhận rằng ông sẽ cắt quỹ của những trường đó chúng tôi không gửi tiền cho họ chúng tôi có thể tiết kiệm được một nửa ngân sách ông trump nói Ông Trump cũng sử dụng cuộc phỏng vấn để tuyên bố rằng ngoài vấn đề phá thai, phụ nữ vẫn yêu quý ông. Ông Trump vẫn khẳng định ông sẽ để vấn đề luật phá thai cho các tiểu bang quyết định. Hối tài sản ròng của người giàu nhất thế giới Elon Musk đã tăng 4,8 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua nhờ đa tăng của cổ phiếu Tesla và các công ty mà tỷ phú này nắm giữ là một trong những người ủng hộ lớn nhất của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump khi kết quả cuộc bầu cử Mỹ đang dần ngã ngũ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào CEO Tesla Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại theo Fortune. Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 8%, đạt mức cao nhất 52 tuần trong phiên giao dịch qua đêm trên nền tảng Robinhood, tính đến khoảng nửa đêm theo giờ miền Đông Mỹ. Giá cổ phiếu Tesla ở mức khoảng 272 USD trên một cổ phiếu trên Robinhood. Còn trong phiên giao dịch muộn trên Nasdaq, cổ phiếu hãng xe điện này đã tăng 2,9% lên 258,7 USD trên cổ phiếu. Đà tăng mạnh của cổ phiếu Tesla đã giúp CEO Elon Musk cũng là tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại gia tăng hàng tỷ USD tài sản. Theo dữ liệu thống kê thời gian thực của Forbes, Elon Musk là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong 24 giờ qua với khối tài sản dòng tăng 4,8 tỷ USD, đạt 264,7 tỷ USD. Diễn biến này giúp CEO Tesla tiếp tục củng cố vững chắc vị trí người giàu nhất hành tinh với cách biệt rất lớn so với người xếp sau là ông chủ Amazon Jeff Bezos người cũng đã kiếm được 3,5 tỷ USD trong ngày 6 tháng 11, nâng tổng giá trị tài sản dòng đạt 216,5 tỷ USD. Việc tỷ phú Elon Musk công khai ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay càng làm nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào triển vọng tăng giá của cổ phiếu Tesla, khiến họ đổ xô mua vào. Fulton ước tính Musk đã quyên góp ít nhất 132 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump tính đến ngày 26 tháng 10. Điều này khiến việc cổ phiếu Tesla liên tục tăng giá không quá ngạc nhiên, đặc biệt khi Trump đang tiến gần đến chiến thắng. Cathy Wood, CEO Us Invest, dự báo cuộc bầu cử sẽ là sự kiện kích hoạt mang lại biến động lớn cho thị trường tài chính bất kể ai chiến thắng. Tín hiệu tích cực đang lan tỏa khắp nền kinh tế Mỹ khi tính đến hiện tại, Bitcoin đã lập kỷ lục mới, chứng khoán Mỹ tăng mạnh và cổ phiếu Trump Media vọt lên dù bị tạm dừng giao dịch 3 lần trong ngày bầu cử. Trong những tháng qua, tỷ phú Elon Musk đã tăng cường ủng hộ ông Trump bằng cách lập Ủy ban America PAC, nổi tiếng với chiến dịch thưởng 1 triệu USD mỗi ngày cho cử tri ở các bang giao động, ký kiến nghị ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai đến ngày bầu cử. Tờ Polico nhận định nếu Trump tái đắc cử, Musk có thể trở thành một nhà tài phiệt quyền lực, đồng thời kỳ vọng vào việc gia tăng các đơn hàng chính phủ cho SpaceX và chính sách ưu đãi cho Tesla. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó ngay lúc tôi giành chiến thắng. Vào tối ngày 5 tháng 11, tôi sẽ gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tôi sẽ nói với hai người rằng chúng ta phải ngăn chặn điều đó. Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nói. Tân Tổng thống Donald Trump cũng hứa cố gắng chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine với tư cách Tổng thống đắc cử tại cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas vào ngày 24 tháng 10. Điều đó sẽ mang lại cho tôi rất nhiều uy tín. Tôi không muốn đợi đến ngày nhậm chức, tôi muốn hoàn thành điều này càng sớm càng tốt, ông Donald Trump nói. Hồi tháng 9, tân Tổng thống Mỹ đã gặp ông Volodymyr Zelensky tại Trump Tower ở Manhattan và ca ngợi mối quan hệ của cả hai rất tốt. Theo nhà báo Bob Woodward Ông Donald Trump cũng được cho liên lạc 7 lần với Tổng thống Nga kể từ khi ông rời Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên. Trước đó, trong chiến dịch tái tranh cử, ông Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, song không đưa ra kế hoạch chi tiết trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Ông Trump còn tuyên bố cuộc xung đột này sẽ không bao giờ nổ ra nếu ông đắc cử vào năm 2020, và nói rằng ông có thể khiến cuộc chiến này chấm dứt trong 24 giờ. Tuy nhiên, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ không đưa ra bất kỳ lập luận nào để chứng minh cho tuyên bố này. Trong cuộc tranh luận với phó tổng thống Kamala Harris, ông Trump cho biết nếu được bầu vào tháng 11, ông sẽ hoàn thành cam kết này trước khi nhậm chức vào tháng 1, nhưng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa cho rằng việc trình bày chi tiết kế hoạch sẽ làm lộ mục đích của ông trong các cuộc đàm phán. Tôi có một kế hoạch rất chính xác về cách ngăn chặn xung đột giữa Ukraine và Nga và tôi có một ý tưởng nhất định có thể không phải là một kế hoạch nhưng là một ý tưởng cho Trung Quốc. Ông Trump đã nói trong tuần trước với cuộc phỏng vấn với Lex Fridman. Sau đó ông nói thêm nhưng tôi không thể trình bày những kế hoạch đó vì nếu tôi đưa ra những kế hoạch đó tôi sẽ không thể sử dụng chúng. Chúng sẽ không thành công. Một phần kế hoạch này chính là sự bất ngờ. Reuters đưa tin cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 6 tháng 11 tuyên bố chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ có thể là tin xấu đối với Ukraine, nhưng cho biết vẫn chưa rõ ông Trump có thể cắt giảm tài trợ của Mỹ cho cuộc chiến đến mức nào. Đăng trên kênh Telegram, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, nhấn mạnh ông Trump là một doanh nhân thực thụ và ông ý hữu ích cho chúng ta ông medvedev cho rằng chính quyền ukraine nằm trong nhóm những người mà ông trump có thể không muốn chi quá nhiều tiền trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã chúc mừng ông donald trump giành chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ trên trang mạng x ông zelensky viết tôi đánh giá cao cam kết của tổng thống trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh trong các vấn đề toàn cầu đây chính xác là nguyên tắc có thể thực sự mang lại hòa bình công bằng ở ukraine nhanh hơn Trưa ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng thuyết phục. Chiến thắng quyết định diễn ra tại bang chiến địa Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai ông Trump giữ cương vị chủ nhân Nhà Trắng sau nhiệm kỳ 1 từ năm 2016 đến năm 2020. Trong khi đó, kênh truyền hình Mỹ CNBC dẫn lời các nhà phân tích được khảo sát cho biết ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Zelensky sẽ không thể trông đợi vào việc trả lại các vùng lãnh thổ đã mất hoặc việc Nga sẽ trả tiền bồi thường. Trong bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, ông Zelensky khó có thể giành lại bán đảo Crimea và khu vực Donbass hoặc nhận được tiền bồi thường cho những thiệt hại to lớn đã gây ra cho đất nước của ông ấy, nhà phân tích người Anh Tim Willacy-Wissay nhận định. Theo giới phân tích, ông Trump cũng có thể tuyên bố chặn hỗ trợ tài chính cho Kiev nhằm ép buộc chấm dứt chiến tranh. Bài báo dẫn lời các nhà kinh tế tại ngân hàng Berenberg cho biết, việc ông Trump cắt ngay lập tức tài trợ cho Ukraine sẽ là một kịch bản cực đoan, nhưng đó là một kịch bản hợp lý vì chính trị gia này nổi tiếng là người khó đoán đồng thời các chuyên gia đồng ý rằng ukraine phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn trong bối cảnh sự hỗ trợ của phương tây suy yếu và nguồn tài trợ suy yếu và nếu ông trump thắng có thể gọi điện cho tổng thống putin ngay ngày hôm sau cuộc bầu cử Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới là điểm nguy hiểm nhất. Chiến thắng của ông Donald Trump có thể dẫn đến việc ông ấy sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất là vào ngày 6 tháng 11. Bất kỳ cuộc gọi nào như vậy sẽ làm tăng kỳ vọng về một giải pháp thương lượng và các cuộc thảo luận có thể bắt đầu trong những tháng đầu của năm 2025. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi ngay thông điệp chúc mừng Donald Trump về chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử và hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác. Trong thông điệp gửi đi ngay sau khi ông Trump tuyên bố đắc cử, ông Zelensky viết Xin chúc mừng Donald Trump về chiến thắng ấn tượng trong cuộc bầu cử. Tôi nhớ lại cuộc gặp tuyệt vời của chúng ta với Tổng thống Trump vào tháng 9 khi chúng ta thảo luận chi tiết về quan hệ đối tác chiến lược Ukraine-Hoa Kỳ, kế hoạch chiến thắng và các cách chấm dứt hành vi của Nga đối với Ukraine. Ông Zelensky cho biết ông đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump đối với cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh trong các vấn đề toàn cầu. Ông cho rằng đây chính xác là nguyên tắc có thể thực tế mang lại hòa bình công bằng cho Ukraine và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Chúng ta mong đợi một kỳ nguyên của một hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Chúng ta dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ liên tục của lưỡng đảng đối với Ukraine tại Hoa Kỳ, ông Zelensky cho biết ông cũng nói rằng hai bên quan tâm đến việc phát triển hợp tác chính trị và kinh tế cùng có lợi sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia của chúng ta tổng thống zelensky khẳng định ukraine với tư cách là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất châu âu cam kết đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở châu âu và cộng đồng xuyên đại tây dương với sự hỗ trợ của các đồng minh của chúng ta các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng lên tiếng ngay sau khi ông trump tuyên bố chiến thắng dưới đây là một số trích dẫn Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng ông Trump có một phẩm chất hữu ích đối với chúng ta, là một doanh nhân thực thụ. Ông ấy cực kỳ ghét việc chi tiền cho những kẻ bám đuôi và những đồng minh ngu ngốc bám đuôi, cho các dự án từ thiện tồi tệ và cho các tổ chức quốc tế háo ăn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chúc mừng ông Trump về chiến thắng bầu cử rõ ràng của ông, nói rằng ông sẵn sàng làm việc với ông Trump giống như ông đã làm trong nhiệm kỳ trước. Với niềm tin của ông và của tôi, với sự tôn trọng và tham vọng vì hòa bình và thịnh vượng hơn, ông nói thêm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chúc mừng ông Trump và vợ ông Melania về điều mà ông gọi là sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử. Sự trở đại lịch sử của ông tới Nhà Trắng mang đến một khởi đầu mới cho nước Mỹ và một cam kết mạnh mẽ đối với liên minh vĩ đại giữa Israel và Mỹ. Đây là một chiến thắng to lớn, ông Netanyahu viết trên X. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, sự trở lại lớn nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, xin chúc mừng tổng thống Donald Trump về chiến thắng to lớn của ông, một chiến thắng rất cần thiết cho thế giới. Thủ tướng Anh Keir Starmer, xin chúc mừng tổng thống đắc cử Trump về chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử. Tôi mong muốn được làm việc với ngài trong những năm tới, là đồng minh thân cận nhất, chúng ta sát cánh bên nhau để bảo vệ các giá trị chung của chúng ta về tự do, dân chủ và tinh thần doanh nghiệp. Tổng thư ký NATO Mark Rutte, tôi vừa chúc mừng Donald Trump về việc ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Sự lãnh đạo của ông ấy một lần nữa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự vững mạnh của liên minh của chúng ta. Tôi mong muốn được hợp tác với ông ấy một lần nữa để thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh, thông qua NATO. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 diễn ra vào ngày 5 tháng 1 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị nước này. Đến ngày 6 tháng 11 giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Kết quả này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình nội bộ của nước Mỹ, mà còn tác động sâu sắc đến chính sách đối ngoại và vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Có thể nói, kết quả của cuộc bầu cử lần này sẽ có tác động đáng kể đến hướng đi của Mỹ và các chính sách quan trọng trong tương lai. Trước thêm cuộc bầu cử, tình hình chính trị tại Mỹ đã trở nên phân cực hơn bao giờ hết các vấn đề như nhập cư, quyền sở hữu súng, quyền lợi của các nhóm thiểu số, biến đổi khí hậu và quyền phá thai trở thành những chủ đề nóng bỏng, chia rẽ sâu sắc các nhóm cử tri. Kinh tế cũng là một yếu tố quan trọng sau cuộc bầu cử này. Sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát gia tăng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Khi vận động tranh cử, ông Trump đã tập trung vào các vấn đề kinh tế nội địa và nhập cư, kêu gọi cử tri ủng hộ chính sách nước Mỹ là trên hết. Khi trở lại Nhà Trắng, với tư cách chính quyền Trump 2.0, ông Trump được dự đoán sẽ không phải là một tổng thống ôn hòa. Thay vào đó, ông sẽ coi sự trở lại khó tin của mình là một nhiệm vụ điều hành theo chương trình nghị sự cấp tuyến mà ông đã vận động. Trọng tâm trong các thiết kế của ông Trump là kế hoạch tập trung quyền lực của chính quyền liên bang và văn phòng tổng thống. Ngoài ra, ông Trump cũng tỏ rõ quan điểm sẽ thay đổi tận gốc bộ máy hành chính liên bang bằng cách sa thải các công chức theo ý muốn. Ông sẽ nhắm đến việc vô hiệu hóa quyền lực chi tiêu của đội Capital bằng cách kiểm soát các quỹ do quốc hội phân bổ. Để thúc đẩy tầm nhìn của mình về quyền hành pháp được tăng cường, ông Trump dự kiến sẽ bổ nhiệm những người ủng hộ cho chính quyền của mình, cam kết xóa bỏ các hàng rào vẫn tồn tại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Ratvort cựu giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách của ông trump hiện là người đứng đầu một nhóm nghiên cứu chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai của ông trump cho biết tổng thống chưa bao giờ có một quy trình chính sách được thiết kế để mang lại cho ông những gì ông thực sự muốn đã có rất nhiều trở ngại về mặt thể chế với lĩnh vực kinh tế chính sách của ông trump có thể tác động mạnh đến quan hệ thương mại của mỹ với cả trung quốc và châu âu trong lĩnh vực thương mại quốc tế ông trump đã công bố kế hoạch áp đặt thuế quan mạnh tay 10% đối với mọi mặt hàng nhập khẩu và đặc biệt là mức thuế 100% với hàng hóa từ Trung Quốc. Mặc dù các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ lạm phát, ông Trump tin rằng chính sách này sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Về chính trị, những phát biểu của ông Trump về NATO đang gây lo ngại cho các đồng minh truyền thống. Ông tuyên bố sẽ không bảo vệ các quốc gia thành viên không đóng góp đủ ngân sách quốc phòng chung. Đáng chú ý, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton có dự đoán ông Trump có thể hoàn toàn rút Mỹ khỏi liên minh này. Tóm lại, với tầm ảnh hưởng lớn của Washington trong 80 năm qua, những thay đổi trên sau cuộc bầu cử ở Mỹ không chỉ định hình lại vị thế của siêu cường này mà còn có thể làm thay đổi cơ bản trật tự thế giới hiện tại. Ông Donald Trump đã có bài phát biểu tại biệt thự Mar-a-Lago, thị trấn Palm Beach, Florida. Đây là nơi cư trú của ông Trump và là nơi cựu tổng thống đón chờ kết quả bầu cử năm 2024. Bắt đầu bài phát biểu trong tiếng hò reo của đông đảo người ủng hộ, ông Trump nói lời cảm ơn và khẳng định sẽ sửa chữa mọi thứ ở đất nước chúng ta. Cảm ơn hàng nghìn người bạn của tôi. Tôi tin rằng đây là một diễn biến chính trị tuyệt vời nhất từ trước tới nay trên đất nước này. Chúng ta sẽ chữa lành đất nước chúng ta chỉnh đốn lại biên giới, sửa chữa lại. Chúng ta làm nên lịch sử tối nay, chúng ta vượt qua được những khó khăn mà không ai tin rằng chúng ta có thể làm được. Hãy nhìn vào những gì đã diễn ra, ông Trump nói. Trước đám đông, ông Trump cũng tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump khẳng định mình giành được chiến thắng cả về số phiếu phổ thông và số phiếu đại cử tri đoàn với hơn 300 phiếu. Tuy nhiên, đây là tuyên bố của riêng ông Trump vì quá trình kiểm phiếu hiện tại vẫn đang được thực hiện và chưa có tuyên bố chính thức từ cơ quan phụ trách bầu cử của Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng dành mỹ từ cho phó tướng DJ Vance, người mà ông gọi là anh chàng hung hăng. Ông Trump cũng thừa nhận những áp lực ở thời điểm đầu lựa chọn ông Vance làm bạn đồng hành, nhưng khẳng định đó là bộ não tốt nhất mà tôi có thể có. Đáp lại lời ông Trump, ông Ven khẳng định, cảm ơn vì đặt lòng tin vào tôi, chúc mừng sự trở lại của người lãnh đạo sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chưa đầy 15 phút đầu tiên của bài phát biểu, ông Trump cũng dành lời khen ngợi cho tỷ phú Elon Musk, một trong những nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử. Chúng ta có một ngôi sao mới, một ngôi sao đã ra đời, Elon, ông Trump nói. Việc ca ngợi Elon Musk không còn là điều lạ lẫm trong các bài phát biểu vận động tranh cử của ông Trump ông trump cũng đã ám chỉ rằng người đàn ông giàu nhất thế giới sẽ có vai trò quan trọng trong chính quyền tương lai mỹ là một quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới cho đến nay từ giờ chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ để lấy lại sự vĩ đại chúng ta sẽ đóng cửa biên giới chúng tôi sẽ để họ quay trở lại một cách hợp pháp ông trump đề cập tới vấn đề nhập cư ở phần cuối của bài phát biểu được mong chờ ông trump chia sẻ Tôi thường nói rằng Chúa cứu tôi là có lý do. Để cứu đất nước, ông Trump từng hai lần bị ám sát trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, trong đó có một lần viên đạn sượt qua tai. Chính xác mà nói, cựu Tổng thống Mỹ đã thoát chết trong gàng tấc ở lần ám sát đó. Ông Trump đã có bài phát biểu chiến thắng tại trung tâm hội nghị ở bang Florida trước những người ủng hộ. Ông hứa sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ hoàng kim. Ông Trump xuất hiện trên sân khấu trung tâm ở hội nghị West Palm Beach, Florida và được tuyên bố là tổng thống đắc cử. Xuất hiện cùng ông là vợ bà Melania Trump cùng các con cùng với phó tướng Jay Vance. Nói với những người ủng hộ trong khán phòng, ông Trump nhấn mạnh khoảnh khắc này sẽ giúp đất nước này chữa lành. Ông cam kết sẽ chiến đấu vì người dân mỗi ngày và sẽ đưa đất nước bước vào thời kỳ hoàng kim. Thượng nghị sĩ Jay Vance, phó tướng của ông Trump nhấn mạnh chúng ta vừa chứng kiến màn trở lại vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ. Ông Trump dành nhiều lời có cánh cho tỷ phú Elon Musk, người đã dốc sức ủng hộ ông trong trạng cuối cùng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông đề cập đến dịch vụ tên lửa của hãng SpaceX của ông Musk và việc ông Musk đã đưa dịch vụ Internet Starlink đến hỗ trợ North Carolina sau cơn bão Helen. Vài phút trước đó, vào lúc 14 giờ 10 theo giờ Việt Nam ngày 6 tháng 11, hãng tin Reuters đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố ông Donald Trump là Tổng thống đắc cử. Ông Mike Johnson nhấn mạnh các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẵn sàng và đã chuẩn bị để hành động ngay lập tức theo chương trình America First của ông Trump. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến sẽ không phát biểu vào tối ngày 5 tháng 11 sau một đêm thành công của chiến dịch đối thủ. Những người ủng hộ bà Harris đã rời khỏi Đại học Harvard vào sáng sớm ngày 6 tháng 11 theo giờ Mỹ, sau khi có thông báo rằng bài phát biểu của bà sẽ bị hoãn lại đến ngày hôm sau. Địa điểm này trước đó vốn tràn đầy hy vọng thì nay đã nhanh chóng trở nên vắng vẻ, trên bục phát biểu không còn một ai. Sau khi ông Trump giành chiến thắng tại bang chiến trường Pennsylvania theo dự báo của nhiều hãng truyền thông, điều này gần như đóng lại cơ hội của ứng cử viên Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Dự kiến, các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ngày 6 tháng 11 theo giờ bờ đông của Mỹ, chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính tới 13 giờ 30 phút giờ Việt Nam, ông Trump đã giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 phiếu theo luật định và qua đó đánh bại ứng cử viên Kamala Harris bên phía Đảng Dân chủ để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng quyết định diễn ra tại bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai ông Trump giữ cương vị chủ nhân nhà trắng sau nhiệm kỳ 1 từ năm 2016 đến năm 2020. Trong ngày bầu cử ngày mùng 5 tháng 11, ông Donald Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại 7 bang chiến trường có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ứng cử viên này đã giành chọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Ngay sau khi kết quả được công bố, tổng thống đắc cử Donald Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đội Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Donald Trump, 78 tuổi, đã trở thành Tổng thống đầu tiên giành chiến thắng trong các nhiệm kỳ không liên tiếp trong hơn một thế kỷ. Tờ New York Times nhận định ông Donald Trump đã bước vào cuộc đua Tổng thống Mỹ với hành trang khác thường. Dù từng bị kết án trọng tội và có số lượng lớn người không thiện cảm, nhưng cựu Tổng thống Mỹ vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cử tri trung thành với kinh nghiệm hai lần tranh cử Tổng thống. Ông Trump đã vượt qua tất cả những trở ngại, hiện diện đầy quyền lực trước những cử tri đang mong muốn xoay chuyển các định hướng và chính sách của nước Mỹ dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris. Giới chuyên gia nhận định sự hỗn loạn đã trở thành điều bình thường mới trong hành trình quay lại Nhà Trắng trong năm 2024 của cựu tổng thống Trump. Theo giới quan sát, với lần tranh cử thứ ba, ông Trump giành chiến thắng nhờ xây dựng được những lợi thế vững chắc về mặt cử tri cũng như chính sách. Trước hết phải kể đến thành phần cử tri trung thành của ông qua ba kỳ bầu cử. Thành phần cử tri ủng hộ cửu tổng thống Donald Trump năm 2024 gần giống với năm 2020. Ông vẫn giữ được sự ủng hộ của 94% những người đã bỏ phiếu cho ông, bao gồm hầu hết những người ủng hộ ông trong cả năm 2016 và năm 2020 một lợi thế khác mà ông trump có được là sự tín nhiệm về kinh tế trong nhiều cuộc thăm dò người mỹ đều cho biết nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của họ khi chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này đây là điều dễ hiểu khi người mỹ phải đối phó với lạm phát cao trong nhiều năm qua ông trump cũng chớp lấy cơ hội khi bộ lao động mỹ công bố báo cáo việc làm trước ngày bầu cử cho thấy sự tăng trưởng yếu ớt về số lượng việc làm phần lớn là do tác động của các cơn bão lớn và tình trạng đình công diện rộng dưới thời nắm quyền của ông biden một khía cạnh khác được cựu tổng thống đặt làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử là mối đe dọa và sự hỗn loạn do tình trạng nhập cư bất hợp pháp gây ra với lá phiếu của các bạn vào ngày mùng 5 tháng 11, tôi sẽ kết thúc tình trạng lạm phát và chấm dứt tình trạng tội phạm tràn vào nước ta, ông Trump nhấn mạnh. Trong cuộc thăm dò toàn quốc cuối cùng, 15% số người được hỏi cho biết nhập cư là vấn đề quan trọng nhất trong việc quyết định lá phiếu của họ. Cách tiếp cận của ông về luật pháp và tội phạm cũng là một điểm cộng trong mắt cử tri trong thời đại mà các vấn đề về tội phạm và an toàn công cộng được đưa lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận chính trị sự nhấn mạnh của ông trump vào luật pháp và trật tự đã tạo được tiếng vang với nhiều cử tri khi chính quyền đương nhiệm đang gây tranh cãi trong việc xử lý các vấn đề đối ngoại nhất là về xung đột ukraine và trung đông cử tri mỹ mong muốn kinh nghiệm và sự đổi mới của cựu tổng thống người mỹ tin tưởng hơn vào ông trump về các vấn đề chiến tranh và hòa bình Phần lớn cử tri cho rằng ông có đủ kinh nghiệm trong các vấn đề đối ngoại. Ông Trump dẫn đầu đáng kể trong cuộc thăm dò về ứng cử viên nào sẽ làm tốt hơn trong chính sách đối với các cuộc chiến ở Ukraine, quan hệ với Trung Quốc và cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Với chiến thắng đầy thuyết phục trong cuộc bầu cử năm nay, chính trị gia gốc New York đã một lần nữa đánh bại một ứng cử viên là phụ nữ. Vào năm 2016, ông Trump đã đánh bại cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Sau khi ông Trump thắng ở hạt Miami-Dade, bang Florida, nghị sĩ Carlos Jimenez cùng những cử tri trung thành của Đảng Cộng Hòa đổ ra đường ăn mừng. Hạt Miami-Dade có xu hướng nghiêng về dân chủ thời gian qua. Một số chính trị gia dân chủ đắc cử, nhưng chúng tôi đã bầu cho ông Trump hôm nay. Tôi kỳ vọng chiến thắng này sẽ chuyển hóa thành chiến thắng lớn trên cả nước và ông Trump sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Jimenez nói, hàng trăm người vẫy cờ hò reo tên ông Trump, ô tô chạy ngang liên tiếp bóp còi ở Mỹ và các tài xế hò reo trong không khí rộn rã như vừa kết thúc một trận chung kết bóng bầu dục. Trong khi đó, không khí vẫn rộn ràng tại trường đại học Howard, nơi chiến dịch của bà Harris đang tổ chức lễ kỷ niệm đêm bầu cử cho những người ủng hộ. Theo báo Guardian, trên sân trường, các sinh viên và người ủng hộ bà Harris vẫn nhảy múa reo hò. "Được chứng kiến một người phụ nữ trở thành tổng thống, tôi nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì sau đó", sinh viên Chelsea Chambers, 19 tuổi, nói sau khi bỏ phiếu lần đầu tiên. Bà ấy đã làm rất tốt và bà ấy còn hơn cả đủ tiêu chuẩn, tôi rất phấn khích, bà Marshall Fuller, bạn học cùng thời với bà Harris nói. Không xa tại trung tâm thủ đô Washington DC, nhiều nhà tài trợ lớn của bà Harris đang tụ họp tại khách sạn Conrad. Theo CNN, không khí có phần trầm xuống bởi lo ngại về những kết quả đầu tiên của quá trình kiểm phiếu. Trong cuộc đua lần này, để giành chiến thắng, mỗi ứng cử viên cần tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Trong cuộc đua lần này, các bang chiến trường như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin được dự đoán sẽ là những yếu tố quyết định góp phần quan trọng vào chiến thắng của một trong hai ứng viên. Trước khi các điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa vào sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, đã có hơn 80 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu, trong đó gần 45 triệu người đã trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu sớm và khoảng 83 triệu người chọn bỏ phiếu qua thư. Tại cuộc bỏ phiếu này, các cử tri cũng sẽ quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Ông Donald Trump bước vào cuộc đua Tổng thống Mỹ với hành trang khác thường. Giới phân tích đã đưa ra nhận định về những cơ sở để ông Trump có thể hy vọng về một chiến thắng. Bên cạnh lượng người ủng hộ hùng hậu và kinh nghiệm hai lần tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump còn bước vào cuộc bầu cử năm nay với một loạt bản án trọng tội và các cáo buộc chống lại ông. Nhìn chung, hành trình và Nhà Trắng của ông Trump phần nào bị cản trở bởi những lùm xùm từ trước của bầu cử. Tuy nhiên, ông Trump đã vượt qua những trở ngại đó và kêu gọi được sự ủng hộ từ những cử tri bất mãn với tình hình nước Mỹ dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris, tờ New York Times nhận định. Một trong những lý do khiến giới chuyên gia cho rằng ông Trump có thể hy vọng vào việc quay trở lại vị trí quyền lực nhất Nhà Trắng nằm ở những cử tri bất mãn nói trên. Theo một cuộc thăm dò do ABC công bố hôm ngày 3 tháng 11 giờ địa phương, 74% người tham gia khảo sát cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng. Trong lịch sử, một tỷ lệ lớn cử tri bất mãn với tình hình đất nước như vậy có xu hướng báo hiệu cho việc đảng cầm quyền sẽ đánh mất Nhà Trắng, New York Times nhận định. Trong quá trình tranh cử, ông Trump đã nhiều lần gán ghép màn thể hiện đáng thất vọng của chính quyền Biden cho bà Harris. Cựu Tổng thống cũng khơi dậy sự bất an nơi cử tri bằng cách lập luận cực đoan về tình trạng của nước Mỹ về những hồi tưởng mơ hồ về thời kỳ được cho là tốt đẹp khi ông còn cầm quyền. Chiến lược nói trên của ông Trump phần nào tác động đến cách nhận thức của cử tri về các vấn đề quan trọng, đơn cử như vấn đề kinh tế. Vào tháng 9, lạm phát chỉ tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái và nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ 2,8% trong quý 3, song 75% cử tri tham gia khảo sát của New York Times và Đại học Siena cho rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ. Ông Trump cũng chấp lấy cơ hội khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm trước ngày bầu cử cho thấy sự tăng trưởng yếu ớt về số lượng việc làm. Phần lớn là do tác động của các cơn bão lớn và tình trạng đình công diện rộng. Báo cáo việc làm mới là bằng chứng rõ ràng cho thấy Joe và Kalama Harris đang đẩy nền kinh tế của chúng ta xuống vực thẳm. Ông Trump nói tại một cuộc meeting ở Michigan. Một khía cạnh khác được cựu Tổng thống đặt làm trọng tâm trong chế dịch tranh cử là mối đe dọa và sự hỗn loạn do tình trạng nhập cư bất hợp pháp gây ra. Những phát ngôn của ông Trump thường sử dụng những hình ảnh sinh động về cảnh người nhập cư bất hợp pháp vượt biên để vào Mỹ. Ông cũng kêu gọi tử hình những người nhập cư chống lại lực lượng hành pháp. Các vùng ngoại ô đang bị tấn công, ông Trump nói tại một sự kiện ở Virginia vào ngày 2 tháng 11 giờ địa phương. Trong cuộc thăm dò toàn quốc cuối cùng của New York Times, đại học Siena, 15% số người được hỏi cho biết nhập cư là vấn đề quan trọng nhất trong việc quyết định lá phiếu của họ. Nếu ông Trump chiến thắng cuộc bầu cử năm nay, chính trị gia gốc New York sẽ một lần nữa trở thành tổng thống sau khi đánh bại một ứng viên là phụ nữ. Và năm 2016, ông Trump đã đánh bại cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton của Đảng Dân chủ. Theo cuộc thăm dò vào cuối tháng 10 của New York Times và Sena, ông Trump dẫn trước bà Harris về sự ủng hộ của cử tri nam với tỷ lệ lần lượt là 55 và 41 điểm phần trăm. Phong cách tự tin của ông Trump cùng những lời hứa về một nền kinh tế bùng nổ, đặc biệt được những người đàn ông da màu và gốc Latin ủng hộ. Điều đó đã giúp ông làm suy yếu một bộ phận cử tri quan trọng, vốn là thành trì của Đảng Dân Chủ. Theo phân tích dữ liệu của cơ quan quản lý cấp liên bang, khoảng 20 triệu người Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho thảm họa, con số này gấp đôi so với năm 2017. Nhiều người hiện tin rằng Mỹ có thể rơi vào tình trạng bạo lực chính trị, nhất là sau bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 10 một số người đang tham gia các hoạt động sinh tồn, đóng hộp thực phẩm và mua súng đạn. Bạo lực chính trị bao gồm bóng ma nội chiến là một trong những lý do khiến gia tăng số người chuẩn bị cho cuộc nội chiến thứ hai của Mỹ. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học California David thực hiện đã kết luận rằng một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ, gồm một nửa số đảng viên Cộng Hòa cảm thấy rằng bạo lực thường hoặc luôn luôn là chính đáng để thúc đẩy một mục tiêu chính trị nhất định như đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Larry Ho Người sáng lập chuỗi cơ sở sinh tồn Survival Condo cho biết kể từ giữa tháng 8, ông đã thấy lượng yêu cầu thuê các hầm chứa tên lửa được cải tạo tại bang Kansas tăng 30% theo tháng, nơi các căn hộ có giá khởi điểm từ 1,5 triệu đô, cung cấp hồ bơi và spa cho những cá nhân có giá trị tài sản dòng cao. Một cơ sở sinh tồn ở bang Colorado là một công trình ba tầng có máy thép mạ kẽm, tường chống đạn và đủ phòng ngầm để chứa 100 người. Cơ sở nằm trên vùng đất sỏi đá khô cằn, bên dưới những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Một phụ nữ trong một gia đình ủng hộ ông Trump nói cô ấy tin rằng nội chiến sẽ bắt đầu. Cô đã tự trang bị nhiều khẩu súng, trong đó có một khẩu dấu so máy nướng bánh mì. Một luật sư người Do Thái ở thành phố Atlanta đã mua một khẩu AA-15 như một biện pháp phòng ngừa bạo lực chính trị. Nếu bà Kamala Harris thắng, căng thẳng có thể leo thang, những chia rẽ trong nước rất lớn và chúng sẽ không biến mất, ông luật sư nhận định. Kevin Roberts, chủ tịch quỹ Heritage Foundation, gần đây nhắc đến cuộc cách mạng Mỹ thứ hai đang diễn ra sẽ không đổ máu nếu phe cánh tả cho phép. Nhà bình luận ủng hộ Trump Tim Pool nhắc đến đội chiến hàng chục lần trên mạng xã hội, nơi ông có hơn 2 triệu người theo dõi. Ông Trump ngày càng đề cập đến kẻ thù bên trong. Một cuộc điều tra của Reuters đã xác định được hơn 200 trường hợp bạo lực chính trị từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023 và lưu ý rằng nước Mỹ đang vật lộn với sự gia tăng bạo lực chính trị lớn nhất và kéo dài nhất kể từ những năm 1970. Theo kịch bản bầu cử tồi tệ nhất, các vụ bạo lực tồi tệ nhất xảy ra ở nhiều bang như Georgia, Nevada, Arizona, giống như trong thời kỳ tái thiết ở những nơi mà người da trắng cảm thấy đặc quyền của họ bị đe dọa. Vẫn theo kịch bản một tiểu bang đỏ ủng hộ Đảng Cộng hòa hùng mạnh về kinh tế có lẽ là Texas, đang cố gắng ly khai, chính quyền Harris sử dụng vũ lực không cân xứng để ngăn chặn các tiểu bang khác làm theo. Nhiều người vô tội thiệt mạng, người dân bình thường trở nên cực đoan hơn khi những kẻ cực đoan khẳng định rằng quyền lực liên bang là kẻ thù nội chiến đang đến gần. Một thẩm phán ở bang Pennsylvania ngày 4 tháng 11 ra phán quyết cho phép tỷ phú Elon Musk tiếp tục chương trình tặng 1 triệu USD cho cử tri. Đây được coi là chiến thắng sát ngày bầu cử của cá nhân ông Musk và cựu tổng thống Donald Trump. Thẩm phán Angelo Foglietta của tòa án cấp sơ thẩm ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania đã bác đơn kiện chống lại ông Musk. Ông Foglietta cho biết sẽ trình bày cụ thể lý do dẫn tới phán quyết này bằng văn bản tuần trước công tố viên quận philadelphia rari krasner khởi kiện với lý do chương trình rút thăm trúng thưởng một triệu usd của ông musk là trò lừa đảo vi phạm luật bầu cử của bang phán quyết được đưa ra ngay sau phiên tranh luận kéo dài cả ngày tại một phòng xử án ở trung tâm thành phố philadelphia phiên tranh luận đôi khi diễn ra căng thẳng khi nhóm của ông krasner gọi nhóm chính trị của ông musk là những kẻ lừa đảo đang điều hành một trò lừa đảo và gian lận Nhóm của Musk cáo buộc công tố viên quận vi phạm nghiêm trọng các quyền được quy định trong Hiến pháp. Tỷ phú Musk và các luật sư gọi vụ kiện là chiêu trò gây chú ý và cáo buộc ông Scudner đưa vụ việc ra tòa vì ông không đồng ý với việc ông Musk ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Phán quyết được đưa ra một ngày trước ngày bầu cử và cũng là ngày cuối America PAC, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tặng 1 triệu USD cho một cử tri ở bang chiến trường. Tại phiên tòa hôm 4 tháng 11, các luật sư của Musk cho biết siêu ủy ban America PIC không chọn người chiến thắng một cách ngẫu nhiên, không hề có giải thưởng ngẫu nhiên, thay vào đó, người nhận tiền phải hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng để làm người phát ngôn cho America PIC. Luật sư của ông Musk nói tại phiên tranh luận, họ kiếm được 1 triệu USD như một khoản thanh toán cho công việc của họ, luật sư nói thêm. Tuy nhiên, khi công bố chương trình tặng thưởng vào tháng trước, ông Musk nói chúng tôi sẽ trao ngẫu nhiên 1 triệu USD mỗi ngày cho những người đã ký vào bản kiến nghị. Hôm 19 tháng 10, ông Musk công bố bản kiến nghị được lập ra để khuyến khích cử tri ở 7 bang chiến địa, gồm Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan và Bắc Carolina, ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Tỷ phú Musk đã chi gần 120 triệu USD cho America PIC để hỗ trợ vận động tranh cử cho ông Trump. Cựu Tổng thống Mỹ đã hứa hẹn sẽ bổ nhiệm ông Musk vào bộ máy chính phủ nếu đắc cử. Chỉ còn vài giờ nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Những thuật ngữ bầu cử trong đó có bức tường xanh đang được giới truyền thông nhắc đến rất nhiều. Vậy bức tường xanh nghĩa là gì? Và nó có vai trò như thế nào trong việc xác định được ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump hay ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thắng cuộc đua vào Nhà Trắng? Trong cuộc bầu cử Mỹ, một ứng cử viên phải giành được ít nhất 270 trong số 538 phiếu đại cử tri. Mỗi tiểu bang có số lượng đại cử tri dựa trên số lượng nghị sĩ của tiểu bang đó là hai người. Số người đại diện dựa trên tổng số dân của bang đó. Tùy quy mô lớn nhỏ của bang, phiếu đại cử tri của bang đó thường sẽ thuộc về ứng cử viên giành được số phiếu phổ thông, phiếu dân bầu của bang đó. Hầu hết trong số 50 tiểu bang của Mỹ đã có sẵn xu hướng nghiêng hẳn về phía đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ. Kể từ năm 1992, 18 tiểu bang bao gồm tiểu bang nằm ở bờ biển phía đông và phía tây của nước Mỹ và Đặc khu Colombia Washington DC ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân chủ và đây được gọi là bức tường xanh. Tổng cộng phiếu đại cử tri của các bang này là 238 phiếu, trong đó California và New York có số phiếu lớn nhất, lần lượt là 54 và 28 phiếu. Còn Đảng Cộng hòa cũng có những thành trì tương tự hầu hết các tiểu bang phía Nam và nằm ở giữa nước Mỹ. Tuy nhiên, ngoài bang Texas và Florida có số phiếu đại cử tri lần lượt là 40 và 30, các tiểu bang này có ít dân hơn và do đó có ít phiếu đại cử tri hơn. Tổng cộng các tiểu bang Cộng hòa này nắm giữ 218 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, ngày nay, thuật ngữ bức tường xanh thực sự muốn chỉ đến 3 tiểu bang chiến trường, bang không theo một đảng nhất định nào. Mà ông Trump đã lật ngược tình thế trong cuộc bầu cử năm 2016, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania với tổng cộng là 44 phiếu đại cử tri ông Trump đã có được 306 phiếu đại cử tri, đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ lúc đó là bà Hillary Clinton, mặc dù bà Clinton đã giành được nhiều hơn ông Trump gần 2,9 triệu phiếu phổ thông. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm 2020, ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden đã giành lại các tiểu bang này và cũng giành được 306 phiếu đại cử tri. Do đó, ông Biden đã giành chiến thắng trước ông Trump một cách thuyết phục. Chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, bà Harris cần gom được một lượng phiếu tại các bang giao động đồng thời ngăn ông Trump phá vỡ bức tường xanh như ông đã làm vào năm 2016. Nếu ông Trump một lần nữa phá vỡ được bức tường xanh, ông có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Lo sợ bất ổn chính trị và xã hội, dù ứng viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11, ngày càng nhiều người giàu ở Mỹ lên kế hoạch rời khỏi đất nước. Theo CNBC, các luật sư và cố vấn cho những gia đình có giá trị tài sản lớn cho biết họ đang chứng kiến nhu cầu kỷ lục từ khách hàng tìm kiếm hộ chiếu thứ hai hoặc nơi cư trú giải hạn ở nước ngoài. Ông Dominic Volek, người đứng đầu nhóm khách hàng cá nhân tại Henley Partners, công ty tư vấn cho người giàu về di cư quốc tế, cho hay chúng tôi chưa bao giờ thấy nhu cầu tăng như hiện nay. Theo ông Volek, lần đầu tiên người Mỹ giàu trở thành nhóm khách hàng lớn nhất của công ty khi chiếm 20% hoạt động kinh doanh của công ty và nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nào khác. Ông cho biết thêm số lượng người Mỹ lập kế hoạch chuyển ra nước ngoài đã tăng ít nhất 30% so với năm 2023. Còn theo một khảo sát của Arthur Capital, công ty tư vấn cho người giàu về các chương trình di trú, 53% triệu phú Mỹ cho biết họ có khả năng rời Mỹ sau bầu cử, bất kể ứng cử viên tổng thống nào giành chiến thắng. Trên thực tế, sự quan tâm đến hộ chiếu thứ hai hoặc cư trú lâu dài ở nước ngoài đã tăng đều trong giới nhà giàu Mỹ kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện không chỉ nghỉ hưu ở một quốc gia ấm áp hơn, chi phí sống rẻ hơn hay sống gần gia đình hơn ở nước ngoài, những người giàu có nhiều lý do phi chính trị để ra nước ngoài sống. Thậm chí, những người siêu giàu hiện coi việc chỉ có một quốc tịch là rủi ro cá nhân. Do đó, giống như cách đa dạng hóa các khoản đầu tư, họ đang tạo ra danh mục hộ chiếu để giảm thiểu rủi ro. Các luật sư cho biết thêm các vụ sản súng hàng loạt trong trường học, khả năng xảy ra bạo lực chính trị, chủ nghĩa bài do Thái, chủ nghĩa bài hồi giáo và nợ công chính phủ tăng vọt cũng là lý do để giới nhà giàu rời khỏi Mỹ. Về điểm đến sau khi di cư, người Mỹ ưu tiên các quốc gia châu Âu. Theo Henley, các nước hàng đầu mà giới nhà giàu Mỹ tìm kiếm cư trú hoặc nhập tịch thứ hai gồm Bồ Đào Nha, Manta, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Antigua. Italy cũng dần trở nên phổ biến. Hiện Manta là lựa chọn hàng đầu cho hộ chiếu thứ hai của người giàu ở Mỹ, mặc dù chi phí lên tới 1-1,2 triệu USD. Các quốc gia vùng Caribe cũng ngày càng được người Mỹ muốn có hộ chiếu thứ hai nhắm tới. Cụ thể, chỉ cần mua một bất động sản tại quốc đảo nhỏ bé Antigua và Barbuda với giá hơn 300.000 USD, giới nhà giàu Mỹ có thể tự do đi lại đến Hồng Kông, Trung Quốc, Nga, Singapore, Anh, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump được mệnh danh là người đàn ông thuế quan. Cựu Tổng thống Mỹ muốn áp thuế 10-20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào nước này, khi ông trở lại nhà trắng vào năm nay, mức thuế này sẽ tăng mạnh so với mức trung bình hiện tại là 2%. Đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ông Trump đề xuất mức thuế thậm chí còn cao hơn, 60%. Nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo các mức thuế quan mới sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lạm phát lên cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Washington, đã viết cho một lưu ý gần đây rằng Việc áp dụng mức thuế cao hơn sẽ gây bất bình cho các đồng minh và các đối tác của Mỹ, thậm chí còn gây ra chiến tranh thương mại trên toàn thế giới, gây tổn hại đến phúc lợi kinh tế toàn cầu và làm suy yếu an ninh quốc gia. Phần lớn các nhà dự báo đều đưa ra dự đoán tiêu cực nếu ông Trump trở lại nhà trắng và áp thuế quan mới. Ngân hàng ABN Amro dự báo nếu nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng thuế lên 10% đối với tất cả hàng hóa, Thiệt hại đối với tổng sản phẩm quốc nội GDP của khu vực đồng euro sẽ tương tự như thiệt hại từ cuộc khủng hoảng năng lượng bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine gây ra. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng nhận thấy tác động đến sản lượng toàn cầu do khả năng áp dụng mức thuế quan cao hơn trên toàn thế giới. Mới đây phát biểu tại Chicago, ông Trump đã tái khẳng định quan điểm cứng rắn với các đồng minh bao gồm Nhật Bản, Pháp và Hàn Quốc thông qua thuế quan hoặc đơn giản là đe dọa áp thuế. CNN nhận định nếu ông trở lại Nhà Trắng, cách tiếp cận nói trên đối với quan hệ thương mại sẽ làm suy yếu thêm các nguyên tắc về thương mại mở và cạnh tranh, những điều đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Nhìn lại năm 2018 khi ông Trump công bố mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, ngay sau đó Liên minh châu Âu EU đã áp dụng mức thuế riêng đối với một số sản phẩm thép nhất định. Với lý do rủi ro nhập khẩu cao hơn, khối cũng đáp trả trực tiếp Washington bằng mức thuế đối với hơn 3 tỷ USD hàng hóa của nước này, bao gồm xe máy, vải denim và rượu whisky. Bên cạnh thuế quan, các nhà kinh tế cũng bất bình với mong muốn kiểm soát cục dự trữ liên bang Mỹ Fed nhiều hơn của cựu tổng thống Trump. Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây: "Với tôi, từ đẹp nhất trong từ điển là thuế quan, đó là từ tôi thích nhất". Nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo các mức thuế quan mới sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lạm phát lên cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.